Dạ, xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Nay là ngày 15 tháng 8 2022. Em có về mấy cái dòng điện thoại. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại. Cô bác anh chị xem ơn cái nào chốt liên hệ với em số điện thoại 0388792574. Em để ngay góc tay trái màn hình nha. Mình bán hàng là ship toàn quốc nha, ship code nha. Mình ship hàng là bưu điện nhà nước. Trước lúc ship hàng là bưu điện là kiểm tra hàng, rồi xong mới tắt nguồn gói đi cho khách. Ship hàng tới cho khách xem hàng trước lúc nhận hàng nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại. Mình bán điện thoại từ tầm 500, 3-400 tới 2 triệu, 2 triệu mấy trở lại nha cả nhà. Y6 máy được trên 80% nha. Mặt trước, mặt sau em có tặng ốp lưng nha. Đây, vỏ rim không thay luôn, máy xấu theo thời gian thôi. Rồi Y6 RAM 32GB, giá 1 triệu nha cả nhà. Tặng ốp lưng nha. Rồi vàng đồng Samsung Z6 RAM 32GB, máy riêng luôn nha, màn riêng nha. Rồi xài 2 SIM 1 thẻ nhớ, giá 1 triệu. Oppo F5 RAM 4 32GB, F5 RAM 4 32GB nha. Tình trạng máy là đẹp trên 80%. Android 7 chấm. Nokia em có 2 cây nha. 6.1 lút. Cây này là 6.1 lút. RAM 4 64GB. Cây này là RAM 4 64GB nha, 6.1 lút. Khi sạc tay xe nha, tình trạng máy là được trên 80%. Thế an bán máy á, quan trọng nhất là màn hình và pin nha cả nhà. Mình bán máy cho khách quan trọng nhất là màn hình và pin nha. Cảm ơn mà bị liệt một điểm em cũng nhập, không nhập nữa. Rồi cái này giá 1.2 triệu nha. Nokia 6.1 lút, Android 10 chấm, giá 1.200.000. Cái này Android 9 chấm, Nokia X5 Android 9 chấm 32GB. Tình trạng máy cũng đẹp trên 80% nha, khi sạc tay xe luôn. Rồi 1.100.000 cho khách. 32GB 1.100.000. iPhone 12 Pro Max nha, hàng sách tay của Singapore. Em có về mấy cây mà giờ em hết rồi, hiện còn chỉ có 2 cây thôi nha. Một cây là màu xanh rêu và một cây màu trắng. 512GB nha. Khách nào có nhu cầu xem hình đó thì em gửi hình cho hãng sách tay của Singapore nha. Tình trạng máy là đẹp trên 80%. Rồi giá 2 triệu nha cả nhà. A7 hiện em về 3 cây nha. A7 2018 RAM 4 64GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha. 2 cây vàng đồng và 1 cây màu xanh đen. RAM 4 64GB, giá 1.800.000 cho khách nha. RAM 4 64GB 1.800.000. Nói chung mỗi đợt hàng về giá cả chênh lệch khác nhau, cả nhà thông cảm giùm em nha. Cây này cũng vậy luôn, 1.800.000. Tình trạng máy cũng y chang vậy.
là 0388792574 nha, để góc tay trái màn hình nha cả nhà. Khách nào có nhu cầu xem hình cứ kết bạn Zalo gửi hình. Đây này cũng vậy, 1.8 luôn, màu xanh đen. Màn hình 6 chấm nha. Pin 3300. Android nó có 10 chấm thôi nha cả nhà. Giá 1.800.000. Xanh đen luôn. Rồi tiếp theo nha. Cây này A70, Samsung A70. Máy cũng đẹp trên 80% nha cả nhà. Tình trạng máy là không trời sức nhiều, máy này còn bảo hành nha. A70 RAM 6 128GB. Có dán cường lực. Ốp lưng trong. Đây mình tháo ốp lưng ra. Chưa sạc tai xe nha. Còn dán mũ. Máy đẹp trên 80%. RAM 6 128GB. Có dán cường lực. Màn hình 6.1, 6.2 nha. Test cảm ứng cho khách luôn. Màn hình 6.7 nha, có tặng ốp lưng trong. Full HD. Màn hình 6.7 Full HD, RAM 6 128GB. Pin 4500 cả nhà. Rồi. Giá 2.900.000. A70 2.900.000. Test chuông âm lượng cho khách luôn. A70 2.900.000. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Z4Core RAM 2 16GB. Tại Zalo, Facebook, YouTube, học online luôn. Màn hình gần 6 inch nha. Android nó tới 8 chấm lận nha. Máy cũng được trên 80%. Rồi giá 999.000 nha, 999.000. C4 con. Rồi tiếp theo, em có một cây C4 cộng luôn. RAM 2 16GB, màn hình 6 inch. Tình trạng máy cũng vậy, máy là được trên 80% nha. Camera trước, camera sau chỉnh rồi. Màn hình 6 inch luôn nha cả nhà. Test chuông âm lượng cho khách. Chơi game chi phai luôn quân được. Coi Android nó mấy chấm. Android 9 chấm nha. Máy màu vàng đồng, có tặng ốp lưng. Rồi giá 1.100.000 nha. C4 cộng. Máy đẹp trên 80%, 1.100.000. C6 cộng. RAM 32GB. Chơi game liên quân chi phai được, học online được. Android 8 chấm nha nha. Còn vân tay luôn nha. Máy màu xanh đen. Giá 1.300.000. C6 cộng 1.300.000. Rồi tiếp theo, em còn duy nhất một cây iPhone 6 lút 16GB, còn vân tay máy sạch.
1.800.000 cho khách nha. Máy sạch, không biến tài khoản, bao reset 1.800.000, 6 lút Vivo RAM 6 128GB. Camera trước, camera sau. Cài đặt màn hình giọt nước nha. Quản lý thông tin Vivo 2029 Android 12 chấm, RAM 6 128GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha cả nhà. Máy màu xanh đen, 2.100.000 nha. 2.100.000 Vivo Samsung M20 RAM 3 32GB Android 10 chấm. Tình trạng máy lại đẹp trên 80%. Màn hình giọt nước. $1.650.000 nha cả nhà. Rồi A3 RAM 2 16GB, máy nhỏ gọn, máy màu hồng nha. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha. Hai sim một thẻ nhớ RAM 2 16GB 800.000 nha. A3 2016 giá 800.000, Android 7 chấm. Màu hồng. Tiếp theo cũng cây A3 luôn, RAM 2 16GB. Máy cũng nhỏ gọn rồi nha. Cũng xài 2 sim 1 thẻ nhớ. Camera. Camera trước, camera sau. Camera rất là sáng nha cả nhà. Máy màu trắng nha. Vô cấu hình cài đặt. Thông tin thiết bị A300H Android 5 chấm, RAM 2 16GB. Tình trạng máy cũng đẹp trên 80% nha. Rồi 650. A300H 650, RAM 2 16GB. Này xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online luôn nha cả nhà, máy mạnh nha. Rồi C700. Còn gọi là C7 thường, em có 4 cây nha. RAM 2 16GB luôn. Màn hình 5.5. Xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn. Học online được, chơi game nhẹ. C700 Android 6 chấm nha, máy màu vàng đồng. Tình trạng máy là cũng được trên 80% nha, mặt trước nha. Mặt sau không bằng mặt trước nha. Em có 2 cây vỏ hơi đẹp, còn 1 cây vỏ hơi xấu nha, mà mặt kính trước thì không đề xuất nhiều nha. Cái này có gì em dán cho khách nào mua em làm đẹp cho rồi em mới ship nha. Tại Zalo, Facebook, YouTube, tất cả các ứng dụng TikTok luôn nha. RAM 2 16GB. Màn hình 5.5, màn hình to nha, 800.000. 800.000 cho khách nha. Này vỏ không bằng 2 cây trước, nhưng mà em trước lúc ship em cũng làm cho đẹp cho khách, em mới ship nha. Làm đẹp máy rồi mới ship. Tình trạng máy đẹp trên 80%, mặt kính trước không đề xuất nhiều nha, không ám ố gì hết nha.
máy đẹp nha, màn đen luôn á, này là vỏ đen luôn, lơi luôn, 800 ngàn. Oppo A53M, dễ chữ Z nhỏ giùm em. RAM 2 16GB. Hủy không dọn ra. Oppo A53M Android 5. RAM 2 16GB. Màn hình 5.5 luôn nha cả nhà. Rồi 850.000 cho khách nha, máy cũng đẹp trên 80% nha. 850.000. Ở sẵn Apple, review Apple luôn, F1 OS Samsung. A5 RAM 2 16GB. A5 2016 RAM 2 16GB, màn hình 5.5. Ủa màn hình 5 inch, nói lộn, màn hình 5 inch nha cả nhà. Tình trạng máy là cũng được trên 80% nha, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. 950.000 cho khách. 950.000 A5. Samsung 32GB. A8 Android 5. 32GB xài 2 SIM 1 thẻ nhớ nha. 990.000, 999.000 nha. Màn hình này 5.8, 5.9 gì nha cả nhà, gần 6 inch nha. A8 999.000 cho khách luôn, 32GB. A8 máy cũng đẹp trên 80% nha, không trầy xước nhiều nha. Z3 em còn duy nhất một con Z3 nha, RAM 1GB8, nhưng mà xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được luôn. 600.000 cho khách. Màn hình 5 inch nha. Chiều xe cộ chạy qua là hơi ồn quá nha, không cảnh mình em nha. Rồi 600.000. Z3 Z5 RAM 2 16GB. Xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được. Z5 RAM. Mặt kính trước được trên 80%, mặt sau không bằng mặt trước, nó hơi xấu được nhiều một tí. Hay này khách nào mua anh tặng ốp lưng nha. Cái em bán máy không kèm phụ kiện, phí ship khách trả nha. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, khách nào có nhu cầu xem hàng á thì tới chỗ em thì điện trước giùm em nhiều phim đi, không có nhà. Rồi cây này 850.000 cho khách luôn nha. G5 RAM, RAM 2 16GB, 850.000. iPhone 5S, cây này RAM, cây này 16GB nha. Máy sạch không vướng tài khoản, 850.000 cho khách nha. 16GB nhưng mà còn vân tay. Màn riêng luôn á, máy riêng. Máy được trên 80% mặt kính trước, mặt sau không bằng mặt trước luôn. Hơi xấu một tí nha, 850.000. iPhone 5 thường 700.000. Cây màu đen 32GB. Cây này 16GB. Rồi 700.000 cho khách luôn. Màu đen và màu trắng. iPhone 4 450.000 cho khách nha. 16GB. 450.000. Có YouTube nghe gọi, 450.000 cho khách. iPhone 4. Rồi, cây này là của Bắc nha. Cây này là Rome Trung Quốc nha. Cây này của Trung Quốc nhưng mà tiếng nó lớn lắm nha cả nhà. Tiếng nó như là phát thanh nha, máy đẹp nha. Rồi 150.000 cho khách. Nghe gọi 2 SIM, 1 thẻ nhớ. Em có bỏ thẻ nhớ này cho khách luôn rồi nha. 150.000. Tiếp theo Oppo. Oppo A12 RAM 3 32GB. Màn riêng, máy riêng nha. Chưa bung luôn nha cả nhà, cây này là chưa bung nha. Giá 1.600.000.
này còn vân tay luôn nha cả nhà, nhận diện khuôn mặt. Máy đẹp trên 80% nha. A12 R900 nha, giá 1.600.000. Màn hình giọt nước 1.600.000. Rồi, tiếp theo Redmi 5 64GB. Redmi 5 Android 10. RAM 3 64GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha. 4 camera luôn. Android nó 10 chấm. Giá 1.700.000 nha cả nhà. 1.700.000. Redmi 5. Màn hình 6 chấm mấy á, 6.6.1. G7R. RAM 3 32GB, chơi game luôn Wi-Fi được. Em có hai cây màu đen nha. Tình trạng máy là cũng được trên 80% nha. Android 8. Học online được, hát karaoke được, màn hình 5.5. Chơi game liên quân Wi-Fi luôn. Rồi, tiếp theo đây em cũng có cây G7R nè. Em có 3 cây nha. Rồi, giá cũng 1.450.000. Còn mũ nha, chưa lọc ra. 1.450.000 luôn G7R. Tiếp theo A7. Samsung A7. Màn hình 5.7 nha cả nhà, Full HD. RAM 3 32GB, pin 3600 nha. Android 8. 1.300.000 nha. 1.300.000, xài 2 SIM 1 phải nhớ. 1.300.000. A7 2017. Huawei. Dạ em trả lời bự. Đây là cũng là dòng Huawei mà là gọi là Home Pro. Đó là cũng là Huawei luôn. Máy mặt kính trước được trên 80%, mặt sau không bằng trước. Home Pro 10 Lite. Android 10. RAM 3 64GB. Giá 1.550.000, có tặng ốp lưng nha. Bán phim luôn hả? Đâu có, em bán trên YouTube á. Tôi quay video em xuất án rồi đó. A6, RAM 3, 32GB. Rồi giá 1.300.000 nha. Máy màu đen. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý các bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau.